Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng Tiny TV khám phá bộ đồ chơi búp bê làm tóc trong bộ sưu tập Frozen 2 nha. Tiny TV, kênh giải trí tuổi thơ. Bộ này gồm có hai phiên bản, Elsa và Anna. Đầu tiên mình cùng xem bộ Elsa trước nè. Trong hộp mình sẽ thấy có một búp bê Elsa xinh đẹp như trên phim luôn đó. Có một thiết bị gì đó to to, một chiếc lược nhỏ, kẹp tóc, một thanh màu tím với một cục trắng to to gì nữa nè. Ở đây có hình Elsa được làm tóc bím dài, còn kẹp tóc nữa cơ. Phía dưới là tên của bộ sưu tập Disney Frozen 2 Sister Style. Phiên bản này dành cho các bé 5 tuổi trở lên nha. Mặt sau có gì đây ta? À, là các bước hướng dẫn sử dụng máy và làm tóc cho Elsa nè. Rất chi tiết từng bước một luôn nha các bạn ơi. Đến với hộp Anna sẽ có gì khác với Elsa không nè? Cũng có một bạn búp bê Anna cực kỳ xinh đẹp với trang phục phiêu lưu trong Frozen 2. Cũng có máy làm tóc nè, lược, kẹp, bục, nhưng chúng có màu sắc là đỏ vàng, khác với bộ Elsa với màu sắc xanh băng tuyết. Mặt sau cũng có 4 hình tương ứng với 4 bước hướng dẫn sử dụng và tạo tóc bím cho Anna nè. Nào, giờ thì hãy cùng mình mở và khám phá bộ của Elsa trước nha. Mình sẽ lấy búp bê Elsa xinh xắn ra trước nè. Thiết kế hộp giữa búp bê rất là chắc chắn luôn. Đây rồi, Elsa của chúng ta, với mái tóc vàng óng dài cùng với bộ trang phục đặc trưng cho phần 2 của phim. À, nãy mình lấy ra hơi mạnh tay chút xíu nên là tóc của nàng nữ hoàng hơi rối ở đuôi tít. Để mình để búp bê ở đây nha. Mình cùng tiếp tục mở và lấy các dụng cụ khác nào. Mình có một máy làm tóc. Một bục làm đế. Một chiếc lược nhỏ. Hai chiếc kẹp xanh đáng yêu. Một cây móc tóc màu tím. Một thanh giữ búp bê và một số sợi thun để buộc tóc. Còn có một tờ giấy hướng dẫn nữa nè các bạn. Hướng dẫn chi tiết cách đặt để búp bê, cách sử dụng các dụng cụ làm tóc cho búp bê nữa. Rất chi tiết rõ ràng từng bước luôn đó nha. Hình mẫu gợi ý làm tóc cho búp bê nữa nè. Giờ thì mình cùng làm tóc cho Elsa thôi nào. Đầu tiên, cho máy làm tóc vào bục trắng để giữ đứng máy. Sau đó sử dụng thanh giữ búp bê lắp vào dưới bục đế. Giờ thì chải lại tóc cho Elsa thật là mượt trước khi ngồi vào máy làm tóc nha. Sau khi chải tóc cho Elsa và ổn định vị trí thì mình cùng tiếp tục dùng que kéo tóc màu tím và đưa vào ống màu tím trên máy làm tóc như thế này nè. Mình chọn một nhúm tóc của Elsa cần làm và chia nhỏ thành 3 phần, đưa phần đầu vào que kéo tóc đang ở ống đầu tiên. Mình kéo thật mạnh ra phía sau. Tiếp tục phần tóc thứ 2 vào ống thứ 2 màu xanh và phần còn lại cũng y như vậy.
sau khi cả ba ống của máy đều giữ được ba phần tóc của Elsa thì mình nhấc máy lên, nhấn liên tục vào công tắc trên máy. Thì tự động ba ống sẽ liên tục xoay tạo thành phần tóc đang xen vào nhau, tạo thành biếm tóc. Wow, kỳ diệu không nè các bạn ơi, nhìn thích mắt ghê á. Sau khi máy làm hết tóc thì mình rút ra và dùng kẹp kẹp vào tóc nha. Thật là xinh xắn quá đi nè. Giờ thì mình làm thêm bên còn lại của Elsa nữa. Các bạn xem lại lần nữa nè. Chia tóc ra thành 3 phần, kéo phần tóc 1 qua ống đầu tiên, rồi lần lượt hết 3 phần luôn. Xong nhấn công tắc máy. Mình có thêm một biếm tóc dễ thương nữa nè. Bây giờ thì mình đến với bạn Anna xem có gì khác không nha. Mình cũng có một bạn búp bê Anna với mái tóc dài nâu đỏ. Cũng có các dụng cụ làm tóc y như Elsa luôn. Một máy làm tóc, bục để, thanh giữ búp bê, kẹp, lược và cả thun cột tóc nữa. Chải tóc lại cho Anna trước khi làm tóc cho Anna xinh đẹp hơn nè. Mình cũng chia thành 3 phần tóc và đưa vào máy lần lượt qua 3 ống và bấm công tắc để tạo biếm tóc cho Anna nè. Các bạn lưu ý nha, với máy làm tóc này thì mình có thể tha hồ tạo kiểu tóc biếm cho búp bê mà không sợ bị rối luôn đó. Mình cùng làm một bên còn lại cho Anna nha. Wow, Anna xinh đẹp chưa nè. Giờ thì cùng xem lại cận cảnh chi tiết hoạt động của máy làm biếm tóc cho Anna và Elsa nha.
Vậy là hôm nay mình đã khám phá xong bộ đồ chơi làm tóc của bộ sưu tập Frozen 2 rồi nè. Các bạn thích bộ làm tóc của Anna hay là của Elsa hơn? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video review đồ chơi tiếp theo. Bye bye! Teeny TV, kênh giải trí tuổi thơ.